Chào mọi người trở lại với channel của mình, mình là Ryan Lê Và hôm nay mình trở lại với video cực kỳ hấp dẫn đó chính là review Một con ngạc ở server X35 nha Thì anh này bận một xíu việc nên phải dừng chân ở đây Thì hạt này hiện tại đang được bán với giá là 90 min Thì hôm nay mình sẽ cho mọi người xem về đồ nha cũng như là lực của này nha Thì hạt này là hạt, uh, tuyệt thế ma tôn ở server X35 thì tài phú của anh này hiện tại là top 1 nha anh em 2 min 7 top 2 là anh Ritro này 25 anh uh, Pon 22 Akali 20 thì ở đây server này thì nói chung thì anh thì thấy mà tôn đúc khí cũng kinh đấy anh em nhưng mà chắc là anh bận công việc tí xíu thì đặt này nạp xương xương là ở mức là để mình coi coi 750 triệu anh em nạp 750 triệu hoàng gia 2 rồi đặt này nạp 700 triệu hoàng gia 2 đang bán được bán với giá 50 triệu nha thì mình sẽ cùng mọi người xem mặt này có những gì nha thì trước, trước khi vào video là phút quảng cáo mình Là bên mình có bán tài xin rẻ, các bạn tự nạp solo bay vận hàng lên tới chiết khấu 9% Và mình sẽ nhận uh, trung gian đón tin tất cả những sản phẩm của Vinzi Cũng như là bán kim long on server và thu mua kim long khí linh của mọi người Thì anh em đúc khí lãi thì cứ liên hệ bán mình on server Và nếu anh em cần mình làm video về các vấn đề nào Hoặc uh, các anh top hoặc là những anh em đam mê khí linh ấy, cần đúc khí linh chung ấy thì cứ liên hệ mình nha uh, Và anh em đừng quên like, subscribe kênh để ủng hộ mình thì bây giờ mình sẽ vào luôn video Thì đầu tiên một cái hạt mình sẽ cho anh em coi về đồng hành đi Mình cho mọi người xem về server rồi cho anh em coi về đồng hành Đồng hành của ạc này Thì đầu tiên sẽ là mặt quân Hồ Càng, Yến Tiểu Lâu, Nạp Lăng Chân, ngon Nói chung là nhìn vô đồng hành thôi là mình chấm mạc này là 9 trên 10 là mình chưa nhìn đồ đồ Đồng hành bốn con này là chuẩn hiện tại rất là chuẩn luôn cho những anh em nào mà chơi hệ thổ Chơi hệ thổ uh, bếp này là bet của những anh anh nạp VIP là kinh rồi thì rất là nhiều uh, hiện tại ấy đang có event thì anh em có thể lấy thêm hồ kèn tiêu lao đậm chân bằng cách chơi event uh, cá chép phục phục phủ môn nha thì ở đây là cái này vip rồi quá kinh luôn kỹ năng ba ba bảy ngon ngon chính luôn kinh nha mộng chính lên cái chiêu này chính hơi bị ngon nha nói chung một kỹ năng đồng hành này là hơi bị xịn nha mọi người ngon nha bấm vô chiêu mộ cái nào chiêu mộ cái nào Ồ, bấm vô chiêu mộ ok À, bây giờ bấm uh, đồng hành rồi bây giờ mình sẽ cho anh coi về đồ đi đầu tiên của ảnh là cây uh, chăm này phi tiên này thì anh sẽ cảm là thổ công nội thổ công nội thôn nội chuẩn khuất đại sát thương về cái nón cái nón sẽ là hỏa công nội hỏa công nội thì ở đây nếu anh em full chí mạng rồi có thể khảm để tăng đam bao tay sẽ là thủy công nội thủy công nội uh, dây chuyền sẽ là kháng chí mạng kháng chí mạng né tránh đều đá bục bốn nha anh em áo sẽ là thu nhỏ sát thương nội công nội công Uh, cái nhẫn sẽ là sát thương chí mạng sát thương chí mạng thể chất yên đai sẽ là kim công nội kim công nội nói chung là mình thấy là anh full đá này đá bốn chí mạng chí mạng chí mạng đôi dài một công nội một công nội phù full Mỹ sát thương chí mạng nói chung nhìn vô mặt này thấy hơi bị khủng nha anh này cũng chịu chi anh em đá full 4 luôn bây giờ sẽ coi về quan ứng quan ứng của ảnh là chí mạng bỏ né thổ công bỏ kháng thủy 9 trên 10 Nói chung ba dòng ngon nhưng mà cái dòng bỏ tháng thủy thì nó hơi bị sai sai tí xíu thôi. Nha anh em hãy tẩy lại như ba dòng này hơi bị ngon nha. Phi phong, vô song. Bây giờ sẽ tới trận pháp. Trận pháp thì anh sẽ xài phá quân trận. Thì sẽ có sát thương chí mạng sinh lực, hút nội lực thì anh em nào muốn đổi thì cứ đổi nha. À, đầu tiên là về cái lục đạo quyết này anh xài hơi sai sai tại anh chơi nội mà anh chơi sức mạnh thì nó sai sai nha. À, cái uh, tỷ phong quyết né tránh Uh, khuất đã sát thương ok, cái này thì đổi lại nha anh em. Bây giờ sẽ tới chân nguyên, chân nguyên của ảnh thì uh, tấn công sinh lực để mình coi cái phần mấy chân nguyên này phiên này hồi sinh lực mỗi nửa giây, thể chất ngon, nói chung là cái này ngon nha. Rất nhiều anh em đang biêu hồi sinh lực rất là nhiều nha, tại vì ở trong giao tranh hồi sinh lực hiện tại ấy giúp bạn trụ trong giao tranh trâu hơn nha. Uh, phiên hệ mộc là tỷ lệ hồi lực nét tránh, phiên này thì nếu mà vỏ đen thì chơi ngon. Phiên thủy thì nội công chính xác cũng khá ok Hỏa là hỏa công ngoại tỷ lệ hồi sinh lực Thổ là phản đòn tân pháp Nói chung mình thấy có 3 viên ngon Chân nguyên hộ thể này thì anh up level 1 hết rồi anh em Up level 1 hết rồi nha Khi mà anh em up đều lên cho mình là úp đều lên level 10 Thì nó sẽ lên một sao nha anh em úp đều lên cho mình Bây giờ mình sẽ coi về cái Cái mà biết Cái mà biết kiếp nha giang hồ rồi bây giờ mình sẽ coi nó mực tịch đi mực tịch thì mực tịch sơ là full mực tịch chung full luôn mực tịch chung full này anh em 10 trên 10 thì chia mực tịch chung sẽ sẽ có tấn công trúng mục tiêu kích hoạt cái định thân tỷ lệ gây bị thương à, ngon nha 15 phần trăm này đánh liên tục mới được mà cái đánh ngắm đông không được cái này cổ 100 mình thấy solo thì được thôi chứ mà trong quần chiến thì nó hơi bị yếu yếu anh em ha. đúng không, mọi người Bây giờ mực tịch cao, mực tịch cao ngon nha, 9 trên 10 Cơ sát thương cơ bản Ngọc Phong Trâm, băng phách 500 tấn công, trời ơi hơi ngon nha Mực tịch 9 trên 10 thì hơi bị xịn luôn ấy Ít ai à, up lên được 9 trên 10 lắm em nha Nếu mà nói mà 9 trên 10 theo mình nghĩ Ở trong kiếm thế này chắc hiện tại cũng uh, tầm uh, có khoảng vài chục người thôi à 10 người hay nhiêu á mình không rõ nhưng mà up 9 trên 10 là hơi bị tốn luôn ấy Nha, hơi bị tốn luôn Bây giờ sẽ có một tịch đồ đồng hành Bây giờ mình sẽ coi tới phần uh, Cho anh em coi về cái phần uh, Anh ấy nuốt bao nhiêu cuốn rồi Sách này nuốt 4 trên 5, 4 trên 5, 3 trên 5 hết rồi anh em Bây giờ sẽ coi gương đồ đi Gương đồ của ảnh thì sẽ có là thiệp này uh, Đồ này Huyền tinh đấy còn còn nhiều huyền tinh ơi Trời ơi ngon dữ vậy ta Huyền tinh còn 5 viên chính luôn 5 viên chính hôm bữa là tốn sương xương của mấy chục triệu anh em Trời ngon dữ vậy ta Quá trời quá trời kia luôn Ô oh my god, anh nhiều quá. Thương khố thì sẽ có đồng hành hồ khôn này 100 mảnh này. Đồng hành hồ khôn 100 mảnh này, 300 mảnh hồ khôn cho anh ai thích chơi hồ khôn này. Đó ai thích chơi hồ khôn có 300 mảnh này. Rương chọn tính vật đồng hành có luôn anh em đó. Ngon lành luôn đá để anh em thích nào mở thì mở này Trời ơi xịn nha. Nói chung mặt này 50 triệu là theo mình ở server này rẻ. Dành cho những cái bạn mà mua mua mà chơi 50 triệu là theo mình khá rẻ vì bạc này nếu mà xương xương úp cũng phải mấy trăm triệu Còn nếu mà mua mua mà để bán hạt này á Thì theo mình hòa vốn Hạt này mua để bán thì nó nó hòa vốn ấy Để mình coi coi cái giá của server này giá đá đi Giá đá 4 đi bao nhiêu nhờ Bảo thạch 4 ờ, Cái nón cái đã Ly thâm thạch 300 300 mà nhân cho một cái viên là chín, Nhân cho chín thì cũng kinh ấy Cũng khó một cái cái full bộ bội cũng gặp bội nó cũng 6 triệu nha đá xe vào được cũng mắc nha đá 4 nha ảnh full đá 4 mất rồi Phụ khí đá thổ công nội đi đâu rồi cái đá thổ công nội đâu rồi sức mạnh đây thổ công nội cũng 200 vít đâu anh em đá hỏa công nội đi bây giờ cái nón đi cái đá hỏa công nội nó không phải rẻ đâu nha Ảnh chơi hỏa công nội Đúng mục tiêu rồi đây không có đá hỏa cung nội luôn em sưu tầm nhiều quá nha thì mình đã review con ngạch này cho anh em rồi thì anh em nào muốn uh, uh, nói tiếp con ngạch này chơi ấy, thì cứ liên hệ zalo của mình nha và anh em cần mình làm video về các vấn đề nào cũng như là cần mình đúc khí linh này hoặc là bán uh, bán khí linh kim long cho mình ấy hoặc là mua kim long để xin ủng hộ mình nha chào mọi người hẹn mọi người trong video kỳ sau chào mọi người